con cá bự rồi nha mọi người. Nước đó nó ngập á mọi người, cá của người ta ra bự kìa mọi người ơi. Đó, nó lòi chai kìa mọi người. Rồi chìm cái chai luôn mọi người. Kìa. Đó. Rồi nghiền cái chai mình kìa mọi người. Mọi người thấy không? Chết rồi. Ui. Dính cái vô mọi người ơi. Cái vô quá bự luôn nè. Chết rồi. Mình không có đem gì theo. Trời. Dính cá vô quá bự mọi người ơi. Kìa dính đó kìa mọi người, dính. Anh Lực ơi. Quá trời dính cá rồi nè. Chào tất cả mọi người nha. Bữa nay mình nguồn cá với tấm luôn á. Cháo nó chỉ nha. Tấm đi sâu quá. Một vô chai á mọi người thấy luôn. Bơi á đặng mình thả nha mọi người. 10 lưỡi câu 10 chai. Đang xem video cuộc sống hậu Giang nha mọi người. Bữa nay mình đi thả mấy cái chai á mọi người, mình bắt cá nha mọi người. Tại cái cá nó ra quá trời á, nước nó lên á, rồi nó vô cái trong cái hầm cái mương của mình nè, nó quặn quá trời rồi mình làm mấy cái chai á. Mình ấy lưỡi câu đặng mình câu mình bắt thôi có dính không nha mọi người. Mọi người nhớ xem video á, ủng hộ cho mình nha. Có thêm động lực nữa mình làm video tiếp theo cho mọi người. Mình tranh thủ là mình làm video nghe mọi người. Mọi người xem video ủng hộ mình nha. Cái mương kế bên nhà mình luôn á mọi người. Cặp bên luôn mà cá nó quặn dữ lắm luôn á. Mình thấy nó quặn quá mình mới làm mấy cái lưới câu móc vô cái chai á. Đặng mình thấy sửa coi nó có ăn không mọi người. Xem xem coi theo dõi video mình làm coi có dính không mọi người, cho mình xin một like và một cái đăng ký nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Cá giòn nha mọi người ơi. Thả xuống đây nha mọi người. Thả cái con chai nha mọi người. Trong cái chai này cá nó ục dữ lắm nha mọi người. Đi xuống đây anh trai.
mọi người, chai mình thả liều hết trơn mọi người. Cá rô phi nó bận lắm nha mọi người. Thử ra có dính cá rô phi không. Đó đó đó, đó cái chai đó gị đó mọi người. Dính rồi đó, cái chai xanh đó mọi người. Cá nó kỵ lòi đó mọi người, thấy không? Đó, 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 đó. Đó mọi người. Mình mới thấy xuống dính rồi đó mọi người. Mình thăm nha mọi người. Không biết chuột không, nó dính đây. Hy vọng là còn dính là chắc dãy rồi quá mọi người ơi. Trời trời, chuột rồi uống quá. Bự kìa mọi người ơi. Đó, nó lòi chai kìa mọi người. Rồi chìm chìm cái chai luôn mọi người. Kìa kìa kìa. Đó, đó. Rồi gỉ cái chai mình kìa mọi người. Mọi người thấy không? Chết rồi. Cái gồ, dính cái gồ mọi người ơi. Cái gồ quá bự luôn nè. Chết rồi. Mình không có đem gì theo. Ôi trời. Dính cá giò quá bự mọi người ơi. Kìa kìa dính đó kìa mọi người, dính. Anh Lực ơi, quá trời dính cá rồi nè. Thành quả con cá bự rồi nghe mọi người. Nước đó, nó ngập á mọi người, cá của người ta ra. Dính cá nó kìa kìa mọi người. Nó gị lòi cái chai đó mọi người. Nó lòi chai em nè nè đó mọi người. Cái ghe nhỏ quá mình không dám ha. Mình không dám đứng lên. Đó mọi người, nó lòi chai đó mọi người. Chai này nha mọi người. Cái giòn nữa mọi người. Cái giòn nữa mọi người. Cái giòn bự dữ lắm luôn. Nghe mọi người. Dính con nữa nghe mọi người. Dính được hai con nha mọi người. Hai con. Mình không có ăn, mình đem đi cho nha mọi người. Cá này mình không có ăn. Hồi dính nữa. Cái con này cỡ 3 ký mấy. Tắt vô bờ hết rồi mọi người ơi. Đợi chồng mình đi về cái mình dời ra đó ăn cá quặn đó mọi người. Cá nó ra chỗ này nó quặn dữ lắm luôn á, chỗ này nó sâu lắm. Tắp mấy cái chai vô bờ hết trơn, hồi mình dời ra thế nào cũng dính nè. Tại nó tắp vô bờ, cái cá bự đó, nó không có đi sát bờ. Mấy chai nãng nó cũng tắp vô bờ hết trơn. Chắc cũng còn ít con, 2-3 con khoảng cũng ít, không có nhiều. Dính nó kìa mọi người. Đó mọi người, dính là đó mọi người. Đó 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 mọi người. Nó kỹ chai đó mọi người. Đó. Không biết còn chuột hả? Dính hai chuột rồi. Còn còn mọi người ơi, còn kìa. Cái chai xanh đó mọi người. Đó mọi người. Đó đó đó, đó đó. Dính nè mọi người ơi.
cái lực ơi. Dính nha mọi người. Quá trời cá. Nó móc banh cái miệng luôn. Cái gì anh lực? Dính con nè. Giờ ra ngoài là dính nè. Con này hơi nhỏ nha mọi người. Con này hơi nhỏ. Hai con nãy bự, con này nhỏ. Cái ghe nhỏ quá cái mình không dám đứng lên mọi người, sợ nó lật té cái chìm hư cái điện thoại chứ gì chăng. Mưa tới rồi. Lấy đồ nhỏ vô, chạy chạy mưa tới rồi. Thôi mình tắt thôi mọi người, mình làm cho lẹ mọi người. Dính cá giò nữa nha mọi người. Câu bằng hồi chùm nè mọi người. Dính rồi. Cá nó ra, con này nó nhỏ nè. Nãy dính ba bốn con kia nó bự lắm đó mọi người. Con này nó nhỏ.